Trong số hơn 40.000 cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ trong những ngày qua, dự kiến có khoảng 3.000 cây có thể cứu, trong đó có 100 cây quý hiếm. Chỉ riêng tại phường Hà Cầu, thiệt hại hơn 150 cây, có 4 hộ bị tốc mái tôn ở tầng 4, 2 chung cư bị sập trần thạch cao, diện tích khoảng gần 50m². Ủy ban nhân dân phường đang tập trung làm công tác vệ sinh môi trường, di chuyển toàn bộ cây xanh ra khỏi khu vực gãy đổ và cố gắng trồng lại, cứu nhiều cây nhất có thể. Cảnh quan xung quanh đây đã được dọn dẹp và gọn gàng sạch sẽ. Chúng tôi rất là an tâm vì đã được hoàn thiện, không nguy hiểm như lúc bữa hôm bão nữa. Để đảm bảo giao thông cho người dân trong và sau bão, phường Hà Cầu ưu tiên các tuyến chính tại các cổng trường, sau đó chuyển sang các tuyến nhánh. Đến thời điểm hiện tại, phường đã giải tỏa toàn bộ ách tắc giao thông và sau đó làm công tác vệ sinh môi trường. Cũng trong sáng nay, gần 50 cán bộ học viên của Học viện Quân y phối hợp với chính quyền các phường quận Hà Đông giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện. Qua đó thắt chặt mối đoàn kết quân dân, tô thắm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Tôi là một người lính là mang hai màu áo, thì cả chuyên môn và lẫn là giúp người dân, giúp đồng bào, và cũng mang cho mình là một chiếc áo màu xanh. Đấy là mang một tính chất của người lính của bộ đội Cụ Hồ. Hôm nay thì lại được tăng cường sự hỗ trợ của bên thanh tra giao thông của quận Hà Đông cũng như Học viện Quân y, cũng gần hơn 100 chiến sĩ và các lực lượng phối hợp cũng như là nhân dân trên địa bàn đều ra là chung tay để mà giải quyết cái hậu quả sau cơn bão. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, lực lượng thanh tra giao thông quận đã triển khai 100% quân số ứng trực suốt một tuần nay, phục vụ công tác giúp người dân khắc phục trong và sau bão. Bên cạnh đó, trong sáng nay, lực lượng đã huy động 5 xe cầu tự hành để thu dọn các cây cành to, vận chuyển tập kết về nơi theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời phối hợp với các cấp ngành, các lực lượng công an, chính quyền địa phương cùng vào cuộc để thu dọn gọn gàng, đảm bảo an toàn cho người dân sau bão. Đội thanh tra giao thông Hà Đông sẽ tiếp tục phối kết hợp với các lực lượng chức năng, các ban ngành đoàn thể tăng cường kiểm tra, xử lý cũng như là phối hợp với các chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để tiếp tục thu dọn gọn gàng, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông. Trong sáng nay, đội giao thông quận Hà Đông đã chia làm 3 mũi, dùng 5 phương tiện cầu tự hành về các phường trọng điểm như phường Kiến Hưng và phường Hà Cầu. Trước đó, hai phường Phúc La và phường Văn Quán cũng đã được lực lượng tiến hành dọn dẹp bất kể ngày đêm, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn tuyệt đối, nhanh chóng trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường sau bão.